Vâng, là đầu tiên cho em xin phép được gửi lời chào toàn thể các bác đam mê bẫy chim trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay là show Hoàng Anh sẽ giới thiệu cho các bác cái dòng loa Q93 phục vụ cho các bác mang đi bẫy chim, bẫy cò hoặc là bẫy chồn đèn. Các bác mà muốn mua hoặc đặt hàng ấy, hãy liên hệ trực tiếp đến hai cái số điện thoại em để trên màn hình kia 0983 781 388 và 0962 417 729. Thì hai cái số điện thoại này đều có Zalo. Các bác mà muốn hình ảnh cụ thể, các bác kết bạn Zalo bên em sẽ gửi hình ảnh cụ thể cho các bác. Và không để làm mất thời gian của các bác, em sẽ giới thiệu qua về cái sản phẩm loa Q93 này nhà em. Thì các bác quan sát trên màn hình đây. Đây là cái sản phẩm loa Q93 các bác quan sát này. Đấy, thân loa thì màu đen này, được làm rất là nhỏ gọn. Mình có thể là cầm vừa trong lòng tay này. Sắc nét từng con ốc, được làm rất là cẩn thận, chắc chắn. Và gồm một cái tem này, rồi tem bảo hành ốc, đầy đủ cả các bác nhé, hàng chính hãng. Còn về những cái lúm điều chỉnh thì em sẽ thì em sẽ quay ngược cái loa này lại. Đây là cái lúm bên tay trái này, là điều chỉnh bật mở này và điều chỉnh âm lượng. Cái lúm bên tay phải của em là lúm điều chỉnh check với bát. Đây tất cả các lúm điều chỉnh đây. Đây là màn hình hiển thị này, đèn báo hiệu pin trong loa, khe thẻ nhớ, chân cắm USB và một cái rắc cắm sạc trong loa. Đấy là về cái thân loa này. Còn về những cái phụ kiện đi cùng là gồm một cái tay điều khiển. Tay điều khiển thì rìa bên tay phải này là một nút tắt, một nút mở các bác nhé. Đấy, các bác tắt thì các bác kéo lên, còn nút mở các bác bật xuống. Đây là cái khe để các bác cắm củ sạc vào. Còn cái tay điều khiển này thì sử dụng bằng pin như pin đen trắng của ngày xưa của các bác ấy. Pin 5C. Các bác hết pin thì các bác chỉ việc cắm sạc vào thôi, rất là tiện lợi. Các bác không phải mua là pin rời, pin tiểu như các dòng loa khác. Về cái tay điều khiển này, còn ngoài ra còn tặng cho các bác một cái củ sạc như này và hai cái rắc, một cái rắc tròn để các bác sạc pin ở trong loa, một cái rắc bẹt này, cái rắc đầu bẹt này thì là các bác sạc trong tay điều khiển, pin trong tay điều khiển. Và gồm một cái quyển hướng dẫn sử dụng như này nữa. Đấy, quyển hướng dẫn sử dụng. Ngoài ra còn tặng cho các bác một cái túi, túi đeo để các bác mang đi bẫy chim ấy. Thì các bác đút cái loa vào đây. Đấy, các bác đeo lên người rất là tiện lợi. Đây là gồm dây, dây này dây đeo này. Đấy, cái túi này ấy, thì có cả những cái ngăn phụ. Đây em sẽ cho các bác quan sát này. Đây cả những cái ngăn phụ, ngăn nhỏ như này để các bác chẳng hạn như đút tay điều khiển hoặc là thẻ nhớ. Đấy, một mình em thì cầm cũng hơi khó nhưng các bác thông cảm. Đây đấy, gồm cái túi, cái ngăn phụ để các bác đút cái tay điều khiển vào đây hoặc là đút những cái vật dụng gì nhỏ, rất là tiện lợi. Thì các bác nào cần thì các bác cứ liên hệ trực tiếp đến hai cái số điện thoại em để trên màn hình đây. Còn nhà em thì đang bán tất cả các dòng loa và có chương trình khuyến mại. Mùa dịch Covid này thì đang có chương trình khuyến mại. Các bác nào cần thì các bác cứ liên hệ, nhà em báo giá rất là ưu đãi cho các bác. Còn video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau.